Vâng, chào các bác. Tiếp tục lên sóng để chào bán một lô mic. Lô mic này là em có khoảng 20 bộ. Đấy. Tại thời điểm này khẳng định lô mic này là đẹp nhất ở Việt Nam. Đấy. Đây là đầu thu các bác nhé. Mic có mã là S100S, BBS S100S. Sản xuất 2018 hết các bác nhé. Đầu thu là toàn bộ sản xuất 2018. Đây là đời này thì hàng mới, hiện tại vẫn còn sản xuất côn trắng cam. BBS thì rất là nhiều mã, nhưng để khẳng định với các bác là hai dòng mà em ưng chất âm nhất đó là dòng S và dòng GS. Nhưng hàng bãi em chỉ làm những đời cao, thứ nhất là an toàn cho thợ, thứ hai là an toàn cho khách hàng dùng, ít bị lỗi vặt. Những đời 2018 này thì ở đây là gần như là toàn bộ là 2018, có cả 2017, 2018. Để tay mic toàn bộ đây, côn em tháo ra này, côn zin hết, toàn bộ zin, chưa, chỉ có tháo ra vệ sinh bẩn thôi, không phải tháo vít vệ biết gì hết. Tay mic rất là đẹp. Trong họ nhà BBS thì cái đời côn trắng cam và côn trắng cam 2 tầng, côn neo 2 tầng là cho chất âm ổn định nhất. Nhưng em vẫn, thực ra em vẫn thích nhất là ở cái dòng côn trắng cam 1 tầng này, côn thường. Còn côn neo thì độ nhạy nó cao hơn nhưng mà cảm giác là hú, rất là hay hú. Còn tiếng dày thì em vẫn không thích bằng dòng trắng cam này. Nhưng mà về cơ bản BBS được hai đời, đó là đời GS và DS, và đời những đời cao côn trắng cam và côn trắng cam 2 tầng cho chất âm cực kỳ ổn định và hay, dày tiếng. Thì những cái bộ mic này thì tại thời điểm này ở trên thị trường Việt Nam thì mic không còn nhiều, hàng bãi không về được nhiều. Đây là những lô hàng em đã ủ từ trước, và trong video này em sẽ chào bán với các bác với giá là 2.700.000 đồng, bao ship tặng toàn bộ dây tắc, toàn bộ dây răng nha. Sơn là bao zin, những con nào xước thì em sẽ giảm giá một chút, còn những nào ở tay nó còn zin như này như mới luôn, chỉ hơi dăm nhẹ thôi, cam kết là không sơn lại. Đấy là 2.700.000 nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ về số điện thoại 0988 322 626 giúp em. Và xin hẹn gặp lại các bác ở clip sau.